Sau đây là màn review cái U3H tự chơi siêu đỉnh. Chúng ta cùng nhau phải nghe cái âm thanh này. Âm thanh thánh thót như mưa luôn. Cây đàn này là đang quay tại kho. Mà các bạn có thể nghe thấy cái âm thanh nó đã là vẫn tự chơi như cắm là cái tiếng như thế này thì các bạn còn có thể chê gì được nữa. Một trong những cây ba hát âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe. Cái này sẽ có giá hơi cao một tí, 75 triệu. Chốt pin sáng loáng như kiểu là mới đập hộp ra vậy, đã đẹp, búa cực kỳ đều, tăm tắp luôn. Đấy, phần chân búa dàn đỏ này, phần dây này rất là đẹp. Còn phần ngoại hình như chúng ta đã vừa nhìn thấy lúc nãy rồi, tuyệt vời luôn. Đây chúng ta sẽ nhìn từ nắp xem nguyên bản sáng bong thì là quá là khủng. Nếu nó không tự chơi thôi, tự cây này thân nó giá trị rất cao rồi, có cả thêm phần tự chơi rất là hay các bạn. Chúng ta cùng nhau thử âm thanh.